Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ ngày 15 tháng 11. Trong video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra tại Ukraine trong 24 giờ qua theo khung giờ địa phương. Khả năng là những tin tức với mình là nguy hiểm nhất, nhưng đồng thời cũng hài hước nhất trong ngày hôm nay sẽ đến từ Bruxelles. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong thời gian gần đây đang có một chuyến thăm đến Bỉ. Có rất nhiều cuộc họp đã được diễn ra giữa ông cùng với nhiều quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu cũng như là NATO. Nội dung thì chỉ xoay quanh một đề tài duy nhất, đó là làm sao để tiếp tục được viện trợ cho Ukraine trong năm 2025 khi mà Tổng thống đắc cử Donald Trump chính thức lên nắm quyền Nhà Trắng. Sau hàng loạt những cuộc họp thì đến hiện tại một vài kết quả đã được đưa lên. Ví dụ như tin tức này, NATO có kế hoạch cung cấp đủ viện trợ quân sự cho Ukraine để nước này có thể chiến đấu vào năm sau, tức là sau khi mà Trump nhậm chức. Ngoại trưởng Blinken đã phát biểu như vậy sau cuộc họp tại Bruxelles với Tổng thư ký NATO Rutte. Ngày hôm nay, trọng tâm chính là những gì mà chúng ta có thể làm để đảm bảo rằng Ukraine có vị thế mạnh nhất có thể vào năm 2025. Tiếp đó là tin tức này liên quan đến Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự của NATO cho biết nếu không có vũ khí hạt nhân thì NATO đã gửi quân tới Ukraine từ lâu và đuổi Nga ra khỏi đó. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng nếu người Nga không có vũ khí hạt nhân, chúng tôi đã có mặt ở Ukraine lâu rồi và đuổi họ ra. Chúng tôi muốn làm như vậy, nhưng họ lại có vũ khí hạt nhân, Đô đốc Bauer phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh quốc phòng ở Cộng hòa Séc. Theo ông, tình hình hiện tại không giống như ở Afghanistan. Cần phải nhấn mạnh rằng, những gì mà Đô đốc Rob Bauer vừa nói là phát ngôn chính thức của ông, với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, chứ không phải là một trò đùa hay là một sự cố dàn dựng từ một bên thứ ba nào đó. Tất nhiên, người Nga cũng hoàn toàn có thể nói ngược lại rằng, chúng tôi mà có khoảng 1 tỷ dân số thì chúng tôi đã chiếm quyền kiểm soát Ukraine từ năm 2022 rồi. Vậy như mọi người có thể thấy, đã gọi là nếu thì ai cũng nói được, vì đằng sau chữ nếu thì không có gì thật cả, sẽ chẳng có một thứ gì thay đổi. Và trong khi mà các quốc gia phương Tây vẫn đang nghĩ cách để xoay chuyển tình hình của cuộc xung đột, thì Liên bang Nga đã và đang bắt tay vào làm việc rồi. Giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến trên chiến trường. Trong ngày hôm qua thì ta có rất nhiều thay đổi ở khu vực phía Tây của Velika Novosinka. Cụ thể thì đây là bản đồ trong ngày 12, còn đây là trong ngày 13. Đầu tiên chúng ta đã có video này ở gần với Novodarivka, cho thấy quân đội Ukraine sử dụng máy bay không người lái để tấn công vào quân đội Nga. Và trong đó có một phân cảnh được xác minh chính xác ở điểm này trên hệ thống bản đồ, xác nhận rằng người Nga đã chiếm được thêm một khu vực khá lớn nữa nằm giữa Novodarivka, Levetne và Priutne. Chưa hết, mapper trung lập thậm chí còn cho biết quân đội Nga còn đã dấn sâu hơn lên phía Bắc và chiếm thêm cả hàng cây ở trên này nữa. Theo mình thì mục tiêu trước mắt của quân đội Nga sẽ là đến đủ gần để có thể sử dụng hỏa lực kiểm soát tuyến đường giao thông này, cắt đứt khả năng hậu cần của quân đội Ukraine đến Novodarivka. Và nếu như người Nga thực sự thành công thì mình nghĩ không phải là theo ngày mà chúng ta sẽ đếm số giờ trước khi toàn bộ lực lượng Ukraine rút lui ra khỏi thị trấn. Đối với Rypnopil thì chúng ta không có video nào, nhưng tuy nhiên lại có hai tin tức rất quan trọng. Đầu tiên là thay đổi này từ Mapper trung lập, một kênh tin uy tín cho biết quân đội Nga đã mở rộng phạm vi kiểm soát về phía thị trấn. Thứ hai là tin tức này, Bộ Quốc phòng Nga đưa ra thông báo chính thức cho biết tập đoàn quân phía Đông đã kiểm soát toàn bộ Rypnopil. Vậy dù không có video nhưng chỉ với thông báo này của Bộ Quốc phòng Nga thì cũng đã đủ để chúng ta thay đổi lại hệ thống bản đồ. Như mình đã nói rất nhiều lần trong các bản cập nhật lần trước, đích đến của quân đội Nga trong chiến dịch lần này sẽ là chiếm thêm một vùng lãnh thổ như thế này nữa, hay ít nhất là đến đủ gần để có thể sử dụng hỏa lực và cắt đứt được tuyến đường 00510 ở đây. Tuyến đường nối liền với hai khu định cư chủ chốt ở mặt trận này là Velika Novosinka và Huliapol. Nếu như quân đội Nga thành công thì mình cho rằng họ sẽ gia tăng tổn thất của quân đội Ukraine ở khu vực này lên từ 50-60%. Chưa hết, mình nghĩ vào thời điểm mà quân đội Nga hoàn tất việc kiểm soát hai thị trấn là Zelenopol cùng với Novosinka ở đây, thì khả năng cao lúc đó họ cũng sẽ mở thêm một mũi tấn công mới ở phía đông hướng đến Rostovne như thế này để chính thức đưa Velika Novosinka vào bên trong một cái nồi hầm. Việc này nếu như có thì mình nghĩ sẽ được quân đội Nga thực hiện ngay trong vài ngày tới chứ không quá lâu nữa. Nhắc lại một lần nữa, quân đội Nga mà chiếm được Rostovne hay một vùng lãnh thổ xung quanh khu định cư như thế này thì Velika Novosinka sẽ bị biến thành một cái nồi hầm và lúc đó thì sẽ là dấu chấm hết cho toàn bộ lực lượng Ukraine ở bên trong khu định cư. Di chuyển đến tiền tuyến Nam Donetsk, trong ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều tin tức ở khu vực từ Maximivka cho đến Sukhijali. Vậy khả năng cao là người Nga đang có ý định tiến quân ở khu vực này trong thời gian tới.
Chính xác thì họ đang có 3 mũi tấn công chính và mình sẽ nói kỹ về cả 3 mũi tấn công. Mũi tấn công đầu tiên thì tất nhiên rồi là nhắm vào Sukhijali. Trước mắt thì quân đội Nga đang thực hiện các đợt tấn công trinh sát với mục tiêu là để thu thập thêm các thông tin, trong đó có việc dọn dẹp và xác định vị trí các bãi mìn ở khu vực cánh đồng. Nói ngắn gọn là những đơn vị trinh sát này sẽ đi trước để mở đường cho các đợt tấn công quy mô bằng tăng thiết giáp sau đó. Trong trường hợp quân đội Nga thành công chiếm được Sukhijali thì tất nhiên rồi, toàn bộ khu vực Kurakhov sẽ chính thức bị bao vây tác chiến. Tại sao mình lại đưa ra kết luận này? Vì trong ngày hôm qua, chúng ta bỗng nhiên nhận được hàng loạt video cho thấy quân đội Nga sử dụng bom FAB để dội hỏa lực vào khu định cư. Mà điều này thì chúng ta đã từng được chứng kiến tại Vuleda, Vodiana hay là Boho Yavlenka rồi. Sau những đợt dội hỏa lực kiểu như thế này thì gần như lần nào quân đội Nga cũng sẽ phát động tấn công trực diện trên mặt đất. Ngoài ra thì còn có cả những đợt tấn công bằng máy bay không người lái. Chúng cũng đã thành công phá hủy rất nhiều tăng thiết giáp và vũ khí của quân đội Ukraine ở bên trong khu định cư. Mình nghĩ thậm chí có khi vào thời điểm bạn đang xem video thì quân đội Nga đã và đang giao tranh với quân đội Ukraine rồi. Chẳng qua là chúng ta chưa nhận được tin tức gì, vì thế sẽ cần phải chờ đến bản cập nhật lần tới. Đến với mũi tấn công thứ hai, mình cho là quân đội Nga đang có ý định nhắm vào khu vực trung tâm ở gần với Uspenivka này. Nếu như mọi người chưa biết, ở đây có tất cả mọi thứ mà hai phe cần. Chúng ta có khu định cư là Uspenivka, rồi chúng ta có giao lộ là điểm giao của rất nhiều cung đường ở mặt trận này. Rồi có cả dòng sông chạy qua đây, một vài cây cầu. Ở phần phía trên thì có một trận địa phòng thủ và nằm ngay bên cạnh là một dãy chiến hào tương đối dài. Và ở phía bên dưới giao lộ thì cũng có một trận địa phòng thủ nữa. Vậy dựa vào những gì mình vừa liệt kê, có thể nói khu vực này chính là căn cứ của người Ukraine, hay nói cách khác là một khu vực chủ chốt. Do đó, nếu như bằng một cách nào đó mà quân đội Nga có thể chiếm được, hoặc ít nhất là cô lập được nó với phần còn lại, thì đây sẽ là khởi đầu cho sự kết thúc của tất cả mọi thứ. Về phía quân đội Ukraine, tất nhiên là họ cũng hiểu điều này, vì thế họ hiện đang điều động tới 2 lữ đoàn để bảo vệ cho khu vực này. Cụ thể, đối với khu vực xung quanh Chudov và trận địa ở khu vực phía bắc của khu định cư là do lữ đoàn cơ giới hóa số 72 phụ trách. Tất nhiên là tình trạng của lữ đoàn này thì hiện tại đang không phải là quá tốt, do cách đây vài tháng thì rất nhiều đơn vị của họ đã bị tiêu diệt trong trận chiến ở Vuleda. Dù sao đi nữa thì đây vẫn là một lữ đoàn riêng biệt và vẫn còn khả năng chiến đấu. Đối với khu vực trận địa phòng thủ ở phía trên thì là do lữ đoàn cơ giới hóa số 33 phụ trách. Trong ngày hôm qua chúng ta cũng đã xem một video từ lữ đoàn này. Video cho thấy cách mà họ phản kháng các đợt tấn công của quân đội Nga nhắm vào Dani. Vậy mình nghĩ quân đội Nga sẽ xuất quân từ phía nam với mục tiêu trước hết là chiếm được Chudov, đồng thời tiến đến các trận địa phòng thủ sát nhất có thể, rồi sau đó mới tính toán đến cách để đánh bại lữ đoàn số 72 ở trận địa này. Ngoài ra thì trong ngày hôm nay chúng ta còn có video này được đưa lên bởi lữ đoàn thủy quân lục chiến số 37. Nội dung là một đợt phản công của họ khi mà quân đội Nga đang cố gắng mở rộng phạm vi kiểm soát về phía đông của Boho Yavlenka. Chúng ta không biết được kết quả của cuộc giao tranh, nhưng dù sao đi chăng nữa, video được xác định ở chính xác điểm này trên hệ thống bản đồ. Tức là ít nhất vào thời điểm giao tranh đang diễn ra thì quân đội Nga đã kiểm soát được khu vực này rồi. Còn họ có dấn sâu được nữa hay không thì chúng ta lại chưa biết. Đối với Dani thì trong bản cập nhật lần trước, quân đội Nga đã thành công kiểm soát đến 60% của khu định cư. Tuy nhiên, đến giờ tức là đã hơn 30 giờ đồng hồ trôi qua, nhưng chúng ta vẫn chưa nhận được bất kỳ một tin tức gì mới ở khu định cư này. Dù sao đi nữa thì mình nghĩ là người Nga vẫn đang nỗ lực hết sức để họ có thể giành lấy toàn bộ thị trấn, cũng như là để kiểm soát toàn bộ tuyến đường 00510 ở đây. Họ cần phải đạt được việc này để tạo tiền đề cho việc đánh xuống khu vực trận địa từ phía bắc. Và nếu như tuyến phòng thủ này mà được giải quyết thì những khu định cư còn lại nằm ở phía đông, ví dụ như là Hanivka, Veselihai, Romanivka, Ielizavetivka hay là Ilinka cùng với khu vực cánh đồng còn lại này đều sẽ bị đặt vào bên trong một cái nồi hầm. Thêm nữa, có vẻ như quân đội Ukraine cũng đã nhận thức được tình hình khó khăn của họ hiện tại. Vì thế, trong ngày hôm qua chúng ta nhận được một vài tin tức cho biết hoạt động rút lui ở các khu vực cánh đồng đã bắt đầu được quân đội Ukraine triển khai. Và trước mắt là họ sẽ rút lui về các khu định cư gần nhất, sau đó thì sẽ tiếp tục di chuyển sang phía Tây để có mặt ở bên trong khu vực thành trì. Tổng kết lại, mình nghĩ chúng ta đã có thể đếm ngày mà các khu định cư dọc theo dòng sông Sukhijali sụp đổ, bao gồm cả Uspenivka. Tình hình đang rất khó khăn cho quân đội Ukraine và khu vực này đã bị quân đội Nga bao vây. Giờ thì họ đang ngày càng thắt chặt cái thòng lọng của mình. Cùng di chuyển đến Kurakhov, quân đội Nga trong ngày hôm qua đã cố gắng chiếm lấy toàn bộ khu vực phía đông thị trấn, nhưng quân đội Ukraine
thì cũng đã nhận ra vấn đề và họ liên tục đưa thêm quân chi viện tới nhằm không cho người Nga đạt được mục đích. Tuy nhiên, ngay khi hiểu ra rằng rất khó để kiểm soát toàn bộ khu vực phía đông và đây chưa phải là thời điểm thích hợp để cố gắng dấn sâu hơn, quân đội Nga cũng đã nhanh chóng đưa ra quyết định là trước hết, họ sẽ sử dụng tên lửa để phá hủy cây cầu nối liền khu vực phía đông với khu vực trung tâm của khu định cư. Và chúng ta cũng có video cho thấy đợt tấn công này. Sau đó thì có một video khác, góc quay là từ một chiếc máy bay không người lái của quân đội Nga. Nó bay qua cây cầu và ta có thể thấy rằng cây cầu đã bị phá hủy. Quân đội Ukraine thì sẽ không thể đưa tăng thiết giáp sang khu vực phía đông được nữa. Một vài phân cảnh còn lại thì cho thấy tăng thiết giáp của quân đội Ukraine đang di chuyển thì bị máy bay không người lái phá hủy. Trên thực tế, việc phá hủy cây cầu từ phía quân đội Nga giống như là một con dao hai lưỡi đối với họ. Từ một phía, tất nhiên là khi cây cầu bị phá hủy thì việc họ chiếm đóng toàn bộ khu vực phía đông thị trấn cũng sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, đối với góc nhìn dài hạn khi mà người Nga cần phải di chuyển sang phía tây để tiếp tục chiến dịch thì họ lại không thể sử dụng cây cầu này được nữa do họ đã tự tay phá hủy nó từ trước đó. Vậy nên người Nga sẽ cần có một cung đường khác để tiếp cận khu vực trung tâm thị trấn, ví dụ như là thông qua nông trại ở bên dưới này. Còn nếu không thì chính tốc độ và nhịp độ tấn công của họ sẽ bị ảnh hưởng, hay nói cách khác là bị chậm đi rất nhiều. Di chuyển đến Ilinka, ban đầu chúng ta nhận được thay đổi từ mapper thân Ukraine và sau đó thì cũng đã có luôn video xác nhận việc người Nga đã thành công kiểm soát toàn bộ thị trấn. Video này thì được đưa lên bởi lữ đoàn súng trường cơ giới riêng biệt số 114 và đến cuối video thì có thể thấy một vài quân nhân đã trèo lên nóc của một căn nhà ở trung tâm thị trấn rồi cắm lá cờ có biểu tượng của lữ đoàn xuống. Vậy không còn nghi ngờ gì về việc Ilinka đã sụp đổ và các kênh tin thì cho biết hiện tại giao tranh đã và đang diễn ra ở khu vực tiểu quận Novon Ilinka, ở đây cũng như là ở Bereski. Có thể nhìn ra rằng quân đội Nga ở phía bắc của hồ chứa nước mà càng tiến được sâu về phía tây thì lực lượng Ukraine ở phía nam hồ chứa nước sẽ lại càng phải đối mặt với nhiều vấn đề do từ phía trên thì pháo binh Nga hoàn toàn có thể triển khai hỏa lực xuống phía dưới. Tổng kết lại, mình nghĩ cuộc chiến ở mặt trận này sẽ kết thúc nhanh hơn so với suy nghĩ của bất kỳ ai trong chúng ta. Nói qua về hậu quả sau khi một đập nước ở Stary Tagny bị phá hủy, cùng xem video thì như bạn có thể thấy, một phần của cung đường giao thông đã bị nhấn chìm bởi nước, khiến cho phương tiện của quân đội Ukraine đi qua đây phải giảm tốc độ xuống rất nhiều. Đây sẽ là một mục tiêu hoàn hảo cho máy bay không người lái của quân đội Nga tấn công vào thời gian tới. Tất nhiên, xem trong video thì chúng ta chưa thấy sự xuất hiện của chúng. Nhưng nếu tình hình này mà cứ kéo dài thì mình tin rằng sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ nhận được những video đầu tiên từ phía quân đội Nga mà thôi. Video này được xác định ở chính xác điểm này trên hệ thống bản đồ gần với Andriivka, tức là nước tràn ra tận khu vực này. Quân đội Nga chắc chắn sẽ tận dụng tình hình này để có thể tiến sâu hơn, đặc biệt là từ Solnivka xuống phía nam, khi mà các vị trí của quân đội Ukraine ở khu vực này đã bị cắt đứt hoàn toàn khỏi tiếp tế và viện trợ. Cùng di chuyển đến Seredov, trong ngày hôm nay, mapper trung lập lẫn thân Ukraine tiếp tục cho biết các bước tiến đáng kể của quân đội Nga ở khu vực này. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ cần lùi thời gian về một chút. Đây là bản đồ trong ngày 11, đây là trong ngày 12 và đây là tính hết đến ngày 13. Vậy có thể nhìn ra rằng mục tiêu trước mắt của quân đội Nga đầu tiên là đánh vào Pushinka từ hai phía là phía nam và dọc theo đường sắt ở phía bắc. Thứ hai là đánh vào Rihorivka từ phía đông nam và cuối cùng là Petrivka từ phía tây bắc. Mình nghĩ chỉ một vài ngày nữa thôi là quân đội Nga sẽ chiếm được toàn bộ các khu định cư này, hay nói cách khác là một vùng lãnh thổ như mình đang vạch ra này. Sau đó thì họ sẽ di chuyển sang mục tiêu tiếp theo, hay ta có thể gọi là dãy các khu định cư tiếp theo, ví dụ như là Zopter, Novopushinka, Novochorsk, Shevchenko, Zelene và Lysivka. Đây là khả năng cao là mục tiêu cuối cùng của quân đội Nga trước khi mà họ kích hoạt chiến dịch nhắm đến Pokrov. Di chuyển đến Torez, cùng nhìn lại diễn biến ở khu vực này thì đây là bản đồ trong ngày 11, đây là của ngày 12, còn đây là của ngày 13. Như mọi người có thể thấy, vài thay đổi trên mặt đất đã được ghi nhận và quân đội Nga sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi khá dài thì cuối cùng cũng đã kích hoạt lại những đợt tấn công trực diện trên mặt đất. Hãy cùng chờ đợi những thay đổi tiếp theo trong thời gian tới. Bỏ qua Chasivya cũng như Sivek thì chúng ta không nhận được tin tức gì quá đáng chú ý. Cùng di chuyển luôn đến khu vực phía nam tiền tuyến Kupiansk. Các kênh tin cho biết quân đội Nga đã kích hoạt đợt tấn công cuối cùng ở phía bắc của Terni nhằm xuyên thủng hàng rào phòng thủ của quân đội Ukraine ở bên trong khu định cư. Ngoài ra thì người Nga cũng đang cố gắng tiếp cận Jampolivka từ các cánh rừng ở phía đông thị trấn. Vậy mình cho rằng chỉ trong một vài ngày nữa thì quân đội Nga sẽ chiếm lấy toàn bộ vùng lãnh thổ này, thậm chí là trước ngày 22, tức là khoảng một tuần nữa. Đối với khu vực phía bắc thì chúng ta chỉ có duy nhất một tin tức này. Mapper thân Ukraine cho biết
quân đội Nga đã thành công dọn dẹp toàn bộ khu vực rừng gần với Kolesnikivka và tiến sâu hơn về phía Bắc. Phải nhắc lại một lần nữa, đây là một vị trí hoàn hảo để người Nga tích trữ cũng như là triển khai lực lượng, ví dụ như là lắp đặt các thiết bị tác chiến điện tử, rồi triển khai các vị trí pháo binh, che giấu tăng thiết giáp, vũ khí, quân nhân và vân vân. Quân đội Ukraine từ giờ sẽ khó hơn rất nhiều để họ có thể phát hiện ra quân đội Nga thông qua những đợt do thám bằng máy bay không người lái. Di chuyển đến vùng Kursk, trước hết hãy nói về khu vực Blyukhovo. Nếu như bạn còn nhớ thì trong ngày hôm qua, quân đội Nga có thực hiện một đợt tấn công nhắm vào khu vực nằm giữa hai cây cầu này và đã thành công chiếm lại chúng, đồng thời cắt đứt được tuyến đường hậu cần của quân đội Ukraine đến khu vực định cư từ phía Bắc. Sau đó thì người Nga lập tức phát động tấn công nhằm giành lại Blyukhovo và quân đội Ukraine về cơ bản cũng đã chủ động rút lui luôn, chứ không hề đưa ra dấu hiệu chống trả nào. Chúng ta cũng có video cho thấy máy bay không người lái tấn công vào quân đội Nga, xác nhận rằng họ đã chính thức giành lại thị trấn. Tiếp nữa là việc các đợt dội hỏa lực của quân đội Nga cũng đã dịch sang phía Tây đến sát dòng sông, tức là quân đội Ukraine hiện đang tập hợp lực lượng dọc theo dòng sông này. Và mình nghĩ sớm thôi, họ sẽ rút lui qua bờ bên kia và lùi về Gujevo. Đối với khu vực phía Bắc thì chúng ta có video này cho thấy máy bay không người lái của quân đội Ukraine tấn công quân đội Nga ở bên trong tuyến đường thuộc khu định cư là Novaya Sorochina, xác nhận rằng người Nga cũng đã giành lại thị trấn. Vậy đây là bản đồ trong ngày 12, còn đây là của ngày 13. Quân đội Nga thì đang tiếp tục dấn sâu hơn. Và đó là tất cả thông tin có trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.